Hôm nay mở đầu em sẽ giới thiệu cho các bác một cặp loa nó rất là hiếm. Và đây sẽ là cái clip đầu tiên em test cho các bác nghe cặp loa JBL này. Cặp loa cái bát màu này gọi là màu gì em không rõ, chắc là màu da cam. Cặp này là cặp JBL 312BE F312BE dòng Studio. Thì đây em sẽ quay tem cho các bác xem. Con này thì về cơ bản thì tiếng nó chuyên cho những cái phòng thu, chất âm rất là hay. Clip này em sẽ clip đầu em sẽ ghép với con đời nông 390 AE. Con này nó có một cái đặc điểm là nó bị lai một cái nút volume này. Đấy, tức là nó, các bác hình dung nó bị mất cái lúm volume ngoài đấy thôi. Thì con này so với những con kia sẽ rẻ đi 200.000. Đấy, nói rõ luôn nhé, còn lại đẹp zin hết. Các bác nhìn mặt này, so con dưới đây. Nếu mà để mà mình gọi là mình nhìn ra thì cái volume này nó còn đẹp hơn volume này. Nó là ánh vàng nhìn rất là đẹp. Đấy, nhưng mà nó là không phải lúm của con này. Và tại sao mà em ghép với con S312BE? Bởi vì sao? Bởi vì đây là một con âm ly phổ thông và hàng cỏ rẻ tiền. Em muốn thử từ từ cho các bác, để các bác nghe thẩm âm từ từ cặp S312BE này. Đấy, sẽ lên dần cho các bác nhé. Đây là clip đầu tiên cái ghép con cỏ nhất 390BE. Và một cặp loa hay ấy, thì ngoài cái yếu tố về hay thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó phải dễ ghép âm ly. Em đã nói với các bác rất là nhiều rồi. Đây, để em quay cho các bác xem cái đằng sau của nó. Loa hay mà lại chỉ đánh được một loại âm ly thôi, một model âm ly thôi thì rất là khó. Bởi vì đôi khi có phải lúc nào cũng kiếm được đúng cái loại âm ly đấy đâu. Như cặp S312BE này thì nó rất là tiện lợi ở chỗ là nó rất là dễ ghép. Hiện tại bây giờ có rất nhiều loại âm ly khác nhau, nhưng mà em ghép xem phép ghép toàn cỏi nhất. Để qua clip này, nếu anh em nào thích cặp này thì có thể là alo luôn. Thì rất là nhiều model có thể đánh được, thì bọn em tư vấn cho. Đây là cặp Studio, dòng Studio này thì nó có rất là nhiều đời series. Nhưng dòng 312BE, dòng S này thì nó phổ thông hơn. Anh em xem review nước ngoài nó cũng sẽ phổ thông hơn. Đấy, Made in USA, 8 ohm, dòng phổ thông nhé. Trong khi Konami em đang đánh đây, Made in Japan, công suất tiêu thụ của 150W thôi. Do đó anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, clip này thì là test đời nông cỏ nhất. Rồi em sẽ test cho các bác những cái dòng khác, ví dụ như Pioneer, ví dụ như Sansui, những cái dòng cỏ. Đấy, để anh em có thể thông qua đấy có thể cân đối được. Cặp loa này thì về cái ngoại hình, thứ nhất là nó sở hữu bát 30, còn này là gân cao su, gân zin. Đấy, gân zin còn rất là đẹp. Một chung một tét. Thùng của nó bề ngang thì khoảng hơn 40cm. Thùng nó rất là to và cao khoảng 1m. Rất là hoành tráng và to. Màu đó là màu vân gỗ sáng. Đấy, bây giờ em sẽ test thử nhạc cho các bác nghe. Thử nhạc một con âm ly cỏ. Một đôi loa hay là phải dễ ghép âm ly. Bây giờ em sẽ test trên mạng cho các bác xem nhé. Các bác nghe cái hiệu ứng stereo, đặc biệt ở những cái dòng studio này, cái hiệu ứng stereo nó càng gọi là nổi. Em sẽ cho loa tách ra. Đây là quay trong phạm vi để lên sóng thì nó thế này, chứ còn anh em ở nhà thì nên kê tách ra thì nghe hiệu ứng nó sẽ hay hơn. Từng loa một. Đây, em nghe cho các bác xem nghe nó chạy là. Bây giờ nó đang bên loa này. Rồi nó chạy sang đây, chung nó chạy sang đây, rồi nó chạy sang đây. Rồi nó sang đây.
Sẽ thử một bản nhạc khác nữa cho các bác nghe nhé, một bản nhạc có lời đi để các bác nghe chất âm của con studio, bài khá là quen thuộc. Anh em có tai phone thì đeo vào. Rồi các bác lưu ý nhá, đây là sẽ là clip đầu tiên, series đầu tiên em quay về cặp S312BE này với con Lomly đời âm rất là cỏ. Sau đây em sẽ thêm khoảng độ vài cái option nữa về âm ly ghép với cái cặp loa này để các bác tiện theo dõi. Nhớ đăng ký kênh nhá. Sau clip này, cặp này thì em còn rất là nhiều cái hàng khác sẽ test cho các bác, test từ từ cho các bác. Ví dụ những cặp bass 40 này, cái nút 88X này, hoặc bu 501C2 này mới về rất là đẹp này. Rồi kể cả CD3, CD4 này, các đời này. Đây này. Đấy. Những cặp bass 40 đang chờ này. 888 có, 777 cũng có nhá, cùng bass 40 luôn, Canvas này. Những dòng này là vàng. Hoặc 923 này. 923 bass 40 này của Pioneer này.
cặp này cũng rất là nhiều anh em thích này. Có cả cặp 312 trơn này. Đây là 312 trơn nhá các bác nhá. Em đang chờ để test. Đây, 312 trơn. Đấy. Rồi Pioneer dòng 979 cũng đang chờ test. Cặp này quá đẹp các bạn. Đẹp long lanh luôn. 979. Rất là gồ ghề. Đấy, Sạc Vinega cũng đang chờ test. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.